Dạ cái vỏ thường đó là nhà không có, nó không có, không có bán cái đó. Thường đó là dạ không, thường đó là nó sẽ có một số chỗ là nó bán cái giống như là nó giống y chang cái laptop của anh đó, là thuộc dòng gì á, thì mấy cái người người ta thu lại mà nó mấy cái laptop như của người ta người khác đó là nó hỏng. Dạ đúng rồi, rồi bắt đầu nó sàn qua thôi, nhưng mà cái đó khó kiếm đó. Cái đó em lại không có. Dạ. Chữ 400. Trời. 10.000 kia luôn à. Không có cái lịch chạy, không có lịch di chuyển nè, nó bắt nó yêu cầu nó quay, nó yêu cầu mình quay đầu ủa sao người dân cũng đi nè, được mà bởi nó bắt không sể anh, nó chặn không sể, nó gặp thằng nào mà nổi nổi là nó chặn lại nguyên cọc tiền lẻ luôn anh. Cái này 10 hả? 10 triệu á, 400 đúng không? Dạ 12 triệu 400 đúng không? Dạ em cái phiếu em để ngoài thùng đó nha. Dạ. Bây giờ nó đứng chốt là xong rồi, tới tầm trưa, tới tầm giờ này nè là nó nghỉ, nó đi vô trong lề nó ngồi thì mình đi được, đi thoải mái. Ủa sáng mày nó chạy từ Vũng Tàu chạy lên đó sao đâu? Có ở cái chốt ở ngay Trần Phú nè, với lại đường 30/4 một chốt thì nó tới giờ ca nào nào nó ra đứng cái nó vẫy đại thằng vô nào xui xui nổi 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 nổi, hay là nhất là mấy thằng shipper á, sao là từ shipper nó vẫy vào rồi hả, rồi xong cái dân, tại vì đông quá mà nó cứ dân cứ lưu thông như vậy nè, cái nó cứ ra, nói chung là nó sẽ có chỉ tiêu một ngày là bao nhiêu để nó báo cáo, để nó báo cáo lên trên sếp á, đủ chỉ tiêu của nó vô nó ngồi vậy đó. Đó khổ vậy, còn thấy mà mình giống như hồi sáng á, thằng bé em nó giao thùng này nè, không phải là đợt thực phẩm á, đang chạy qua từ đường Trần Phú, tại vì nó có khách ở Trần Phú, nó chạy qua Trần Phú cái nó
nó thấy đang chở cục này nè, bự là bự nè, cái nó dừng xe mình lại, cái nó coi có cái lịch di chuyển không, thằng lính của em nó lại hết cái giấy xét nghiệm đó, nó hết á, nó yêu cầu quay đầu, mất thời gian của mình đó. Người ta muốn đi đầy á. Thì người ta đi cũng đúng là dân người ta đi đầy, nhưng mà dân không có gì nữa cơ. Nhưng mà gặp đó, nó gặp chốt, dân gặp chốt đúng không là nó né, hoặc là nó chạy qua luôn. Xui xui có giống như là hả, bây giờ là 30-40 dân chạy qua xui xui dính ông cái nó giữ lại kiểu vậy á. Mình mất thời gian của mình, tự nhiên mình xui sáng mình đang đi cái nó không phạt. Bây giờ là nó không phạt tại vì nó chưa có cái gì đó, cái chỉ thị mới. Nó không phạt. Nó yêu cầu mình quay đầu đi đường khác. Vậy á, mất thời gian của mình. Em đi nha. Ủa, chết cha, em quên, lát hồi em về em báo cho.